Yêu cầu của bài tập 1 là các bạn lập cho tôi một bảng tính ha, với cái định dạng như vậy. Thì về ngay cả là cái định dạng về cái hướng của cái chữ, bạn cũng cố gắng làm cho tôi cho giống. Được chưa? Tôi sẽ hướng dẫn bạn sơ lược cách định dạng. Nhưng mà tôi nhấn mạnh là cái cột đầu tiên á là hai, là bạn lấy cái số liệu mà bạn làm từ kết quả thí nghiệm ngày hôm nay. Còn những cột còn lại thì bạn để nguyên, không vấn đề gì cả. Được chưa? Không, bạn vẫn để số này để bạn làm tiếp. Nghĩa là bạn làm Excel bạn biết rồi, chỉ cần khai báo một dòng công thức nó đúng thôi, còn lại mình kéo xuống. Nắm được không? Nhưng tôi muốn cái cột đầu tiên là số liệu bạn thí nghiệm ngày hôm nay. Trong đó nó có độ ẩm là cái mà ngày mai bạn đi căn đắt xong bạn mới tính ra được. Cái thứ hai là bạn trọng lượng riêng tự nhiên là bạn gì, tính được chưa? Tính được rồi. RS thì bạn không làm thí nghiệm nhưng mà sao? Tôi bạn lấy luôn bằng 2.63 giúp tôi. Được chưa? Nhắc lại nè. Tức là hai số này là các bạn sẽ thay là con số gì? Kết quả thí nghiệm của mình. Rồi đây là cái bản tính mà chúng ta sẽ phải thực hiện. Cái việc thứ nhất đó là gì? Các bạn định dạng. Ví dụ như trong Excel là chúng ta làm sao cho cái chữ nó thẳng đứng thì ta vào đâu? Ta vào format cell ha. Ta vào cái gì? Đây, cái hướng của chữ. Ví dụ như là horizontal là center ha, là định dạng là canh giữa ở phương ngang và canh giữa ở phương gì? Phương đứng. Và cái chữ thì nó làm sao? Góc 90 độ thì nó sẽ đưa lên, được chưa? Rồi, cái thứ hai là bạn viết các cái công thức toán học. Ví dụ như là cm mũ 3 ở trong cái Excel đó, nó không có cái việc là bạn bấm Ctrl Shift cộng mà nó nhảy lên như Word. Thì bạn phải làm sao? Bạn vào chuột phải format cell. Cái chữ này bạn là superscript ha, là nó làm sao? Nó đưa lên. Hoặc là cái chữ này bạn là subscript thì nó đưa xuống. Bạn nắm được không? Đó, tôi đã hướng dẫn rồi, tôi không muốn là bạn viết không giống gì nha. Bài tập này quan trọng là định dạng nên bạn phải làm sao? Định dạng cho được. Được chưa? Ví dụ như một ô mà mình muốn bo nó là chấm chấm thì mình làm sao? Đây. Ha, bạn đầu tiên bạn phải chọn cái outside border cho nó. Đó, nhưng mà nó có chấm chấm không? Chưa thì mình làm cái gì? Vào đây. More border làm gì? Ha, chúng ta cái gì? Chọn cái nét, cái đường của nó là gì? Chấm chấm. Bạn nắm được không? Ha, ví dụ như đây, tôi chọn bốn ô này là chấm chấm thì tôi vào đây. More border. Nắm được không? Tôi muốn là gì? Bốn cái ô outside. Dạng đường là đường gì? Chấm chấm. Ok, nó không chấm chấm. Làm lại. Like ha, cái dạng đường là chấm chấm nè. Lifestyle ha, bạn chọn dạng đường là chấm chấm thì nó sẽ ra là gì? Chấm chấm. Không làm kiểu này ha, mình chọn cái ô này. Được chưa? Chọn nó là outside border ha. Nhưng mà gì? Đổi cái định dạng của nó là chấm chấm. Được chưa? Đó, nó là chấm chấm. Bạn nắm được không? À, nên bạn định dạng cho nó đúng. Tại vì á, sau này mình làm những cái dự án thực tế á, cái việc định dạng là rất là cần thiết. Rồi, tiếp theo cái nội dung của cái bản thuyết minh là gì? Thì thông qua bài tập này bạn hiểu được các thí nghiệm nào mà người ta làm trực tiếp trong phòng thí nghiệm, các thí nghiệm nào mà tính toán tương đương. Ví dụ như ba cái thí nghiệm này nè là người ta sẽ tiến hành trực tiếp trong phòng thí nghiệm. Ở đây mình hôm nay mình làm mấy thí nghiệm rồi? Hai. Cái thí nghiệm này nó tốn thời gian và phức tạp nên trong cái đề cương chúng ta không có và mình không làm.
Và bên ngoài thực tế người ta có làm hoặc là không làm. Nếu không làm thì người ta sẽ tra cái bảng theo tên gọi. Bạn nắm được không? Ha, tương tự như vậy là mình cũng có thể là không làm nhưng mình tra bảng được theo tên của này. Được chưa? Và quan trọng là làm sao bạn tính ra được những số này. Ha, thì ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha, hoặc là 9 á, thì đây là 8 cái chỉ tiêu vật lý cơ bản. Trong đó 3 cái là chúng ta xác định trực tiếp từ đâu? Từ thí nghiệm. Còn những cái 4, 5 cái còn lại là mình phải sao bạn? Tính toán theo các công thức tương đương. Và tôi đã cung cấp bạn luôn là những công thức tương đương. Ví dụ như đây bạn tổng hợp các công thức chỉ tiêu vật lý của đất, bạn bấm vào, bạn đau về ha, bạn sẽ thấy tất nhiên là trọng lượng riêng là sao, trực tiếp từ thí nghiệm. Tỷ trọng hạt độ ẩm là trực tiếp từ thí nghiệm. Các cái tỷ số còn lại là tương đương. Trong đây có, trong bảng này nó có đến 10 gì, 10 chỉ tiêu luôn. Được chưa? Và cái bảng này nó cũng sẽ giúp cho bạn giải cái bài tập về cơ học đất. Mà nắm được không? Một cái đề cơ học đất nào lúc nào người ta cũng phải cho 3 thông số. Quan trọng là người ta cho cái gì thôi. Ví dụ bình thường người ta cho 3 ông này, nhưng người ta không thích cho 3 ông này nữa, người ta cho 3 ông trong đây. Mình hiểu không? Bạn phải có cái bảng này sẵn, chứ mình cứ đặt câu hỏi ra là người ta cho cái gì, đúng không? Ví dụ người ta cho hệ số rộng mà không cho cái gì, không cho độ ẩm, thì bạn kêu bạn tính độ ẩm được không? Thì bạn đổi công thức này ra thôi, nắm được không? Đó, cứ bạn cứ lại gì, có 3 cái sẽ tính được mấy cái, 10 cái. Trong nội biến này thì sao? Người ta cứ cho bạn 3 cái thì bạn tính lại gì, 10 cái còn lại. Quan trọng là ví dụ như nó không theo chiều xuôi thì bạn phải sao? Nhăn chéo chia ngang để bạn đổi cái dấu để tìm công thức tương ứng. Hiểu tôi nói không? Rồi LMS, tất cả tôi đã cung cấp cho bạn đây nè. Đây là trang LMS của bạn ha. Và mỗi bài tập đều có hai phần. Một là về nhà, hai là gì? Bạn tính. Và bản tính này lại là nhóm. Được chưa? Ha. Do bản tính này là bài tập nhóm nên chỉ cần nhóm trưởng nộp. Và trong bài nộp của nhóm trưởng, chú ý cho tôi ghi đầy đủ thành viên của 5 người thực hiện. Hiểu tôi nói không? Bạn ghi ở trong đây luôn. Khi bạn nộp bài à cái submit á, là có cái phần để bạn gõ gõ mấy cái test gì đó, thì bạn ghi vô. Hai là trong cái bản tính bạn cũng đặt cái tên luôn. Bạn insert mấy cột trên đầu dòng này, bạn ghi là gì? Thành viên thực hiện. Có nắm cho tôi, hiểu tôi nói không? Tốt nhất là bạn phải có cái tên vô đây để khi tôi chấm bài không sót điểm của các bạn. Được chưa? Rồi tiếp tục tôi nói về cái quá trình là bạn lập bản tính ha. Thì giờ nè, mình có gì rồi? Độ ẩm, trọng lượng riêng tự nhiên, tỷ trọng hạt, mình tính được cái trọng lượng khô không? Là cái công thức này lên nó bằng là gì? Trọng lượng riêng chia cho 1 cộng gì? Độ ẩm. Thì đơn giản thôi, thì nè, trọng lượng riêng chia cho gì? 1 cộng độ ẩm. Nắm được không? Đây, gamma chia cho 1 cộng V kép. Đây, nhớ là độ ẩm ở đây người ta đang cho là phần trăm, nên khi bạn ráp cho công thức bạn phải chia lại cho bao nhiêu? 100. Bạn hiểu tôi nói không? Ví dụ như gamma là 1,5 mà bạn phải ráp công thức đúng là 1,5 chia cho nhiêu? 75.4 chia cho mấy? 100. Rồi làm gì nữa? Cộng cho 1. Chứ bạn mà lấy 75 cộng 1 76 mà lấy 24 là bạn chia ra nó bị gì? Bị sai. Tương tự mấy này bạn làm được không? Được, đúng không? Ha, đó là cái cách đầu tiên là bạn lập một cái bản tính. Được chưa? Ngoài ra đối với cái bài tập này á, nó còn hướng dẫn tới đây là bạn đủ để làm bài tập này rồi, đúng không? Chỉ ráp mấy công thức này vô thôi. Được chưa? Ngoài ra là bạn nào muốn làm bài tập này theo một cách gọi là phức tạp, làm đơn giản các bạn chán ha, bạn làm theo một cách phức tạp thì bạn làm sao? Ví dụ làm theo cách phức tạp là như vậy. Bạn vào, bạn sẽ lập trình, lập cái công thức để tính. Ví dụ như ở đây nè, thay vì tôi nhập công thức tính bình thường, tôi chán quá tôi nhập công thức tính gamma d ha,
là dung trọng gì, dung trọng ẩm đi ha, đẩy nổi ha. Đó thì đây là tôi sẽ hướng dẫn tiếp, mình nắm được không? Nên nhóm các bạn thích làm theo kiểu nào thì làm, điểm cũng như nhau, nhưng mà gì, bạn phải biết cái lập trình trong Excel. Thì cái cơ bản nhất của lập trình á, là lập các công thức riêng cho cá nhân, được chưa? Cái này quen không? Bao nhiêu người còn nợ VBA, Visual Basic? À, đông ha. Thì đó là cơ hội để bạn làm gì, học lại. Tôi nói thật, đó là cơ hội bạn. Mấy thằng mà đã qua rồi á là nó sẽ tiếc nuối, biết đâu mà giờ mở đăng ký học nó là nghe tôi nói xong nó lại phải đi học lại. VBA cực kỳ quan trọng cho các bạn, tại vì á tôi nói bạn nè, tính bình thường là một chuyện đúng không, nhưng sau này á bạn làm một công trình mà bạn làm Excel bình thường á, nó lại sao nữa, nó lại rất là dở. Mà Excel hay sao, Excel dạng là Excel lập trình, lập ra những bảng tính tính toán tự động ha. Thì á là bạn muốn lập đó thì bạn phải biết cái gì, cái ngôn ngữ lập trình. Mà ngôn ngữ lập trình là gì, là Visual Basic. Nhưng mà trong Excel á là nó có thêm chữ A nữa, người ta đọc là VBA ha, là Visual Basic for Application, là định dạng cho gì, cho Word, Excel, PowerPoint. Bạn nắm được không? Đó, như vậy thì á, là mình tạo ra những cái hàm. Ví dụ như á là cái hàm mà gamma D thì tôi gọi là gì, trọng lượng riêng khô nãy đó, nó bằng là gamma tự nhiên chia cho 1 cộng với kép, đúng không? Đó thì á cái này Excel nó có không, có không, làm gì có cái hàm gamma D trong Excel, nắm được không? Nó không có, nên mình mới làm sao, nên mình mới thêm nó vào. Mà hiểu tôi nói không? Ví dụ như vài bữa bạn học môn bê tông á, bạn muốn tính cái gì, cái thép trong cái dầm này nè, một công thức nó có 6 cái biến, bạn hiểu không? Nếu bạn dùng Excel bình thường bạn giải á thì bạn phải làm sao, mỗi lần bạn giải một cái thép dầm bạn phải nhập 6 biến nó vô, được chưa? Như vậy thì á là nếu mà tôi lập một cái hàm tính thép luôn, có tiết diện, có môn măng, tôi tính được thép luôn trong đây thì sao, các bạn tính tôi nó sẽ gọn gàng và nó nhanh chóng hơn, hiểu được tôi nói không? Vậy thì á, đầu tiên để bước đầu vào lập trình á thì bạn sẽ lập những cái hàm riêng cho mình. Ví dụ như ở đây là gamma D mình lập rồi, bây giờ tôi muốn lập một cái hàm khác là gamma gì, trọng lượng riêng, ví dụ trong bảng mình đi, nó đang cần là trọng lượng riêng đẩy nổi đúng không? Mà trọng lượng riêng đẩy nổi thì nó bằng gì, nó bằng là rs trừ 1 chia cho 1 cộng e chia cho gamma v kép, được chưa? Như vậy thì bên cái đây mình có mấy biến hả? Đầu tiên là nó phải có rs, nó phải có cái gì, e là hệ số rộng đúng không? Rồi có gì nữa, gamma nước ha. Mà gamma nước ở đây á là nó bằng 10 luôn rồi, à, nó bằng 1 khi đơn vị là kilogram trên mét khối, mà nó bằng 10 khi đơn vị là gì, kilonewton trên mét khối, nắm được không? Vậy tôi cho thêm biến nữa là biến gì, phải gamma gì, tôi ghi là n đi ha, gamma nước hay g nước đi, g n. Rồi gamma này là gamma đẩy nổi thì nó bằng gì, nhớ rõ đúng từ bằng ký hiệu là rs trừ 1 chia cho gì, 1 cộng cho e rồi nhân cho gn, được chưa? Đó cái mình lưu lại cái gì, không trong Excel, trong đây, trong máy tính mà bạn viết gì đâu sai, nó đâu tính này với mẫu đâu, nó bạn muốn nó mẫu chỗ này phải là dấu gì, dấu chia, hiểu tôi nói không, nắm không? Bạn thử bạn bấm máy tính FX bạn bình thường á, mà bạn bấm dấu sạc chứ đừng bấm dấu mẫu số, nó chia cái ngay trong mặt thôi chứ nó đâu chia thằng này đâu,
được chưa? Rồi các bạn qua bên đâu, qua sao được chưa? Chỗ này nè bạn bấm à, nãy là gamma gì ha, gamma dn chỗ này nó chưa lưu, nãy mình nãy mấy bạn nói tôi đổi lại chưa lưu, thôi lưu lại nè. Lưu lại được chưa? Bản tính 01 đây ha, gamma gì dn hoặc là giờ nè, để dễ ban đầu bạn chưa rõ nha, bạn có thể là bấm vô fx ha, bấm vô fx bạn lấy gì, user define user define nó mất rồi ta. Ok bạn tắt đi nha. Cái bảng của tôi bằng gam. Nó bị sai gì? À, ở đây có hai cái gamma d nên nó bị vậy, thì sai phải là gamma d vậy, dn mày hiểu không ha, làm lộn rồi, bằng gamma d vậy dn đúng không ha, vô đây nè bằng nè gamma dn, nhập vô cái biến theo thứ tự bằng khai báo, đầu tiên là gì bạn, gs đúng chưa, đúng chưa, rồi cái gì nữa, hệ số rộng e, ở đây hệ số rộng mình có chưa, chưa, cứ để đại nó đi, và nước nhớ nè, đơn vị mà nó đang là gam trên cm khối á thì nó là một, đơn vị là kilo newton trên mét khối đó là bằng mấy, bằng 10, nên là bạn nhập với đây bằng mấy, bằng 1, được chưa ha, ví dụ như tôi nhập cái giá trị e vô chỗ này nó bằng là 1.7 đi thì nó sẽ tính ra cho tôi, hiểu tôi nói không ha, gs được chưa, đây nè, gs trừ một chia một cộng e nhân gamma mấy, gamma nước đây là bảng tổng hợp ha, gs trừ một chia cho một cộng e nhân với gamma gì, nhân gamma nước, ok rồi, bây giờ chúng ta để tính cho nó đúng chính xác á thì chúng ta đi tính cái e, e thì nó bằng gì, gs nhân gamma gì, gamma nước nhân cho một cộng v kép nhân cho gamma tự nhiên trừ đi cho mấy, trừ đi một, để nhanh á thì tôi gõ công thức thôi ha, các bạn có thể lập một cái hàm e khai báo cái thông số này vô, gs là ở đây 1.2.63 nhân cho gamma nước ở đây nó bằng mấy, bằng 1, nhân cho 1 ha, 1 cộng omega là độ ẩm đúng không, độ ẩm chia cho mấy, chia cho 100, chia cho cái gì nữa, chia cho gamma tự nhiên là cái anh này, được chưa, rồi nhớ cái là trừ đi cho mấy, trừ 1 rồi 2.07 được chưa,
Rồi nó bằng 2.07. Và gamma tôi kiểm lại cái thằng là gamma đẩy nổi. Đó, thì nó bằng là 0.53 là chính xác. Nắm được không? Ví dụ như gamma tự nhiên nó bằng 10 thì gamma đẩy nổi nó sẽ 1.5, thì nó phải lấy là cái gì? Gamma đẩy nổi nó sẽ bằng gamma tự nhiên trừ đi cho mấy? Trừ đi gamma nước là 1. Nắm được không? Do đó nhẩm nhẩm thì tôi thấy là 1.5, thì chỗ này cũng phải là 0. mấy? 0.5. Thì do là cái công thức nên nó sẽ có thêm cái số lẻ nữa. Mà nắm được không? Đó. Như vậy thì chúng ta lập được hết văn tính hay không? Được ha. Bạn có hai cách. Một là bạn làm gì? Rõ công thức trực tiếp. Hai là bạn lập trình một gì? Một công thức mới. Được chưa? Và cái hàm để bạn lập trình nhớ nè. Bạn ghi là function. Cái hàm mà bạn muốn đặt tên. Rồi gì? Cái biến và cái gì? A là định dạng của cái biến. Nắm được không? Và cái công thức của cái hàm đó. Ví dụ đây là gamma D, chỗ này là gamma gì? Gamma D. Và những cái này nó phải đúng cái tên. Bạn nắm á, đây là nhập môn của lập trình, bạn thử. À, bạn làm thử một cái công thức như vậy, rồi sau này bạn thấy như sao? Bạn mới phát triển lên các bước khác. Bạn nắm được không? Rồi. Đó là xong cái buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Rồi cái cách thực hiện nè, ví dụ như một bảng tính bình thường, bạn muốn thêm cái hàm đi ha. Ví dụ bạn có một cái bảng tính bình thường. Đây là một bảng tính bình thường không có gì hết. Được chưa? Các bạn sao? Khai báo như thế này vô thì bạn sẽ có được cái gì? Cái bảng này. Đúng không? Rồi, bạn nhớ này, cái cách thực hiện nè. View code. Bạn bấm cái chỗ shift nè, bấm vào view code. Là để ra được cái bảng gì? Cái bảng code VBA của nó. Nắm được không? Rồi để mà bạn thêm được cái hàm á thì bạn phải làm là insert một cái gì? Module. Nhớ nha, insert module. Rồi trên cái module này á thì bạn mới làm sao? Viết cái hàm ra. Được chưa? Ví dụ cái dòng tên của hàm nè. Là gì? Function. Ha, từ này bạn biết không? Là khai báo một cái hàm ở trong đó. Function. Rồi. Tên gì? Tên cái hàm cần khai báo. Rồi gì đó? Trong khoảng là các cái biến. Đúng không? Cái biến thì ví dụ biến A nè, là A cái gì đó? Integer hay double. Nắm được không? Được chưa? 77 đúng không ạ? Rồi xuống đây là gì? Ví dụ đây là hàm. Hả? Thì dưới này là gì? Hàm bằng công thức nó ra. Được chưa? Rồi em gì bạn? Em cái function là xong. Được chưa? Xong cái đó đó. Cái vấn đề quan trọng là bạn muốn dùng được cái bản tính này á, bạn nhớ bạn phải lưu ở định dạng như sau. Được chưa? Lưu làm sao? File CLA 1 là bạn lưu ở cái dạng là 97.203 ha. 2 là bạn lưu ở cái là Excel Macro Enable Workbook là XLSM. Nắm được không? Được chưa? Nếu mà bạn lưu ở cái file Excel bình thường là XLS á là nó không có nhớ cái hàm bạn đã khai báo đâu nha. Bạn mới lưu một là 97 hay là mấy? Hay là 3, 2 là bạn lưu Macro Enable Workbook. Được chưa? Đó, đó là ghi chú quan trọng. Đến thôi các bạn khai báo đã chơi rồi. Các bạn lưu dẫn là nốt gì? Nốt ít. Là bạn sẽ làm sao? Mở file lên là mất hết các hàm bạn đã gì? Khai báo. Rồi. Được chưa? Rồi chúng ta kết thúc cái môn học ở đây. Bài học hôm nay đây.